Giới tiên tri nhận định tử vi của những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, đổi vận giàu to, vượt qua đại dịch một cách dễ dàng. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát, đại lợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may giàu lên. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 3 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 3 âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên con giáp này đã gặt hái được những thành quả vô cùng lớn lao trong tháng 3 âm lịch này. Sự thành công của con giáp này đôi khi khiến cho những con giáp khác, những người khác phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể trọng. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của chương trình, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận thông báo từ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vận trình của mình ở nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 mệnh Sa Trung Thổ, có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ nhẫn nại, luôn tích cực làm việc không quản khó khăn. Đầu óc tư duy, linh hoạt, nếu tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn sẽ giành được thành công lớn. Có điều hay bỏ lửng giữa chừng lại là một trong những thói xấu của người này. Người tuổi Bính Thìn rất lương thiện, dễ mủi lòng, đây chính là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách mờ nhạt, không rõ ràng nên thường cuộc sống của họ khá yên bình, tẻ nhạt. Thực ra người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình họ hoàn toàn có thể trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho dân. Người tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn từ làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý về vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể bị trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Bính Thìn cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý khá chặt chẽ của cấp trên, khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chạm tay vào cơ hội thăng tiến và tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh có thể giữ được quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Có điều, người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng này.
Cơ hội thăng chức tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống và có một khoản dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn cũng không cánh mà bay. Bạn sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng một nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng của những khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Các gia chủ tuổi Bính Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc, đôi bên dễ phát triển thành những mối quan hệ ái muội thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa, đừng để chuyện thị phi gây ảnh hưởng đến danh dự và người thân. Nếu biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Người độc thân có thể sẽ tìm được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là một sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1976 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.